Những bất cập khiến lệnh động viên Nga gây sóng gió. Những ngày đầu tiên triển khai lệnh động viên quân tại Nga tồn tại nhiều bất cập, khiến cho giới chức nước này cảnh báo về nguy cơ bất an xã hội. Rudyn Zizin, 25 tuổi, ngày 26 tháng 9 gây hoảng loạn khi nổ súng bắn trọng thương sĩ quan phụ trách tại một văn phòng tuyển quân ở miền Nam Nga. Đây là vụ súng nổ đầu tiên liên quan đến hoạt động tuyển quân của Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát lệnh động viên một phần huy động khoảng 300.000 quân dự bị nhập ngũ. Tại Sakha, nước Cộng hòa trực thuộc Liên bang Nga ở vùng Viễn Đông, giới chức địa phương ghi nhận nhiều trường hợp không thuộc diện nhập ngũ theo lệnh động viên vẫn nhận được giấy gọi. Cơ quan phụ trách cho biết đã có nhầm lẫn trong việc triển khai lệnh gọi nhập ngũ đối với những quân nhân dự bị. Mọi trường hợp bị gọi nhầm phải được trở về nhà. Cơ quan phụ trách đang tiến hành điều chỉnh. Arsen Nikolaev, lãnh đạo nước Cộng hòa Sakhan, thông báo trên Telegram sau cuộc họp về sắc lệnh động viên quân của Tổng thống Putin. Do các bước triển khai thiếu nhất quán từ trung ương đến địa phương, kể từ khi sắc lệnh được triển khai từ ngày 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cùng các cơ quan liên quan gần như mỗi ngày lại ra một thông tư mới nhằm làm rõ các trường hợp thuộc diện tòng quân, công dân nào được miễn nhập ngũ, tăng kiểm soát biên giới để ngăn công dân trong diện động viên ra nước ngoài. Những trục trặc trong quá trình thực thi lệnh động viên gần đây đã gây nhiều xáo trộn trong dư luận Nga. Đã xuất hiện hàng loạt thông tin về nhiều người đàn ông không có kinh nghiệm quân sự hoặc đã quá tuổi nhập ngũ cũng được giấy triệu tập. Thông báo cho biết tuyển quân có thể tới 35, nhưng lệnh triệu tập bây giờ đang áp dụng với những người 40 tuổi, dẫn tới các cuộc biểu tình nổ ra. Ngày 25 tháng 9, hai lãnh đạo Quốc hội Nga thừa nhận quá trình động viên lực lượng dự bị đang tồn tại hàng loạt sai sót, trong đó có nhiều trường hợp gọi nhập ngũ nhầm. Giới quan sát quân sự Nga nhận định nỗ lực tuyển quân trên phạm vi toàn quốc đang tạo ra áp lực không nhỏ cho hệ thống quản lý hậu cần của quân đội Nga. Tổng thống Putin ngày 24 tháng 9 đã ký một sắc lệnh điều chỉnh luật hình sự, tăng mức phạt đối với những trường hợp trốn nghĩa vụ trong bối cảnh áp dụng lệnh động viên một phần. Theo quy định mới, công dân Nga trốn nhập ngũ hoặc không trình diện theo yêu cầu có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. Nhiều người Nga đã tìm cách rời khỏi đất nước sau khi chính phủ phát lệnh động viên quân. Hơn 8.500 người Nga sang Phần Lan hôm 24 tháng 9 bằng đường bộ, tăng khoảng 62% so với tuần trước. Trong phiên thảo luận tại Liên Hợp Quốc cuối tuần qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lý giải tình trạng quân dân xuất ngoại nhiều đột biến, đơn giản vì ở Nga mọi người có quyền tự do đi lại. Dù sắc lệnh của Putin nhấn mạnh quân đội sẽ ưu tiên chọn những cựu quân nhân chuyên nghiệp và những người có kinh nghiệm tác chiến, khái niệm lực lượng dự bị vẫn khiến cho các chuyên gia ước tính Bộ Quốc phòng Nga có thể huy động được nhiều quân hơn so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra, con số 300.000 quân động viên chỉ là lực lượng huy động tham gia tác chiến, còn số công dân được gọi để trình diện và huấn luyện không được đề cập rõ. Truyền thông Nga những ngày qua đã đưa tin nhiều trường hợp công dân không có kinh nghiệm quân sự và quá tuổi nhập ngũ vẫn có giấy được gọi trình diện. Tỉnh trưởng Buryatia, vùng tiếp giáp Mông Cổ và có nhiều người công dân Nga gốc Mông Cổ đang sinh sống, xác nhận một số người đã được gọi nhập ngũ dù chưa từng tòng quân hay sức khỏe không đạt yêu cầu. Valery Fadiev, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nga, cơ quan trực thuộc Điện Kremlin, đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu đề nghị khẩn cấp giải quyết những bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai lệnh động viên. Ông công khai chỉ trích các đơn vị thực thi sắc lệnh đang không tuân thủ đúng tiêu chí về các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ. Ông chỉ ra rằng một số nam giới làm y tá hoặc hộ sinh và không có kinh nghiệm quân ngũ cũng đã bị buộc nhập ngũ. Một số cán bộ tuyển quân gõ cửa nhà dân lúc 2 giờ sáng, yêu cầu họ trình diện, như thể họ nghĩ ai cũng là kẻ trốn quân địch, Fadiev viết, đồng thời đề nghị chấn chỉnh hệ thống để tránh sai sót tiếp diễn và gây bất an trong xã hội.